Này, đấy, em biết. Ai người ta biết nôm biết đi chưa? Ô tô máy múc. Múc 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 múc. Đấy, ngồi đây. Đó. Múc 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 múc. À, hát bài đi cơ. Cô dạy em. Hít thở nhé. Nào, tôi bị dục. 1 2. À máy múc à? Đấy, em bé lấy máy múc đây này. Đấy, em bé ôm được cái máy múc đây này. Ôm luôn cái máy múc đây này. Lấy máy múc của con rồi kìa. Đấy. À, yên, yên để mẹ nhặt lên cho em bé nè. Cầm vào cái cần cẩu. Ôi 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 ôi. Nặng quá, nặng quá. Nặng quá. Anh cò thì cứ đi khắp thôi. Anh cò hư hư à nhờ. Anh cò đi lấy ô tô rồi. Mang đây, mang ô tô đây cho em nhanh lên. Bảo lấy ô tô cho em thì không lấy, con á. Ah!
cỏ hư nha. À đi ra đây á. À để có con mít nào. Mít 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 mít. Đến đây chơi với cỏ nào mít eo eo eo. Đấy gọi mít nhá. Mít ơi. Em ầm miếng nha. Thì anh gọi ầm miếng này. Về đây chơi với còi nào. Mít đâu? Về đây đi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. À gọi nhá. Mít mít mít. Ờ gọi mít nè. À gọi con trâu bò nhá. À con bò đâu? Bò bê. Bò bê. Bò bê bê. Ờ. Bò bê 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 bê. Bò bê nghe nghe thế này. Ừ thế này thế này. Ừ à, mít đó cô lấy đồ chơi của em rồi phải không? Ô em cô bắt con mít rồi kìa. Ô em cô bắt con mít rồi. Chị ạ, à? Em thấy thì em giúp thôi. Ai người ta thấy người ta sẽ giúp. Vâng. Chị vào nhà ông nước đi chị. Vâng. Em xách cho ông nặng. Vâng. Trời ơi, cho em nhiều thế. Không có gì đâu chị ạ. À. Con lợn này em lên nó to mà. Vâng, chị ngồi chơi nhé. Vâng. Nhiều thế này thì có mà thì con lợn cho em hết à. Ôi, con lợn nào cũng to chị ạ. À. Con lợn là một tạ. Nhiều thế. Thế được ạ. À? Này ăn sáng chưa chị? Vừa mới cho nó ăn cháo đây. Vâng. Hôm thì cho nó ăn cháo, hôm thì cho nó ăn cháo, hôm thì nấu mì nó biết cho nó ăn. Vâng. Mà nó lười ăn lắm. Vâng. Nghịch quá mình... sao mà nóng nha chị? Nghịch. Vâng. Cứ chờ nó cứ trèo lên trèo xuống ở chỗ này này. Đó, nó cu xuống đi cho chơi. Vâng. Cho chơi này. Mẹ chúng ta chơi với em bé nhá. Cho bé cu nhá. Ơ chị ơi, nhà chị có công có việc gì mà chị có mổ lợn? Dạ không chị ạ. Em săn được thì mổ ra để nhà mình ăn thôi mà. Không có cần thì để em bán. Đó, cho anh em trong nhà thôi. Thôi em gửi tiền lớp chị cũng được. Chứ bây giờ chị cho em nhiều như thế. À, không có bao nhiêu đâu, để đấy nấu cho các cháu ăn. Đây con chơi đi. Chơi thế này chị non biết đi chưa? Cháu biết đi rồi chị ạ. Sao chị không cho nó đi? Bây giờ mùa nóng vậy thì em nó bắt chẳng biết đi để em cho nó đi, nó cứ phải nó cứ kiểu nó bỏ nghịch lắm. Thế chị khỏe chưa, chân chị đỡ đau chưa? Chân em hết đau rồi chị ạ. Không khỏe rồi chị, ông đến về chị có đi khám không? Em không, em về em lấy cơm cho bên đây mình cắt màu nè hả. À thế ạ. Một hai ngày là khỏi. Vâng. Xong chị đi vác củi về chưa? Hôm em lên em không thấy có nữa, thế là chị em vác về rồi chị ạ. À thế ạ. Thế con đi vào chơi với anh cu kìa. Anh cu này mất cái cẩu rồi. Ăn cháo không mà cho nó uống nước. Nhịt lắm, cứ đỏ nhịt cây để khoe đi ăn nhịt hết. Anh cu đi vào đấy. Chơi lên leo xuống. Dạ. Chờ bên nhau sau nhá. Em mới ra cây nhưng mà nhà em nuôi gà. Gà lúc đấy em chưa làm chuồng, em thả rông ra đây thì nó cứ ăn cái là cứ ăn mới hết nó chẳng lên được. Cứ bị là những cái này là chị tự làm hay là ai? Thì giá này chị là làm hay là ai?
cũng với ba mẹ con, thì cứ tranh thủ ra làm cu nó. Nó ngủ dài đấy thì tao mới đi. Xong là ôi giời xuống được cái chỗ này em lúc em đến đây nó hoang dại nhưng mà nó lại ở gần suối. Nhưng mà ở đây thì mình có cái gì mình lấy nó dễ à? Yeah. Ở thế nhà chị ở đâu nhỉ? Thế em ở bên kia suối chị ạ? Ừ, thì em ra một đoạn đi từ trên dắt đi thẳng lên một đoạn nữa thì đến nhà em. Vâng. Thế thì em ngày trước em cũng đi lấy đồ trên đấy rồi đấy. Thế là em lại không để ý nhà chị nhỉ? Vâng. Hôm nào nếu mà em đi qua đấy em vào nhà chị chơi. Vâng, hôm nào bà chơi nhà em chưa chị ạ? Chị có hay đi chợ? Em thích thoảng đâu chị ạ? Em đi bán hoa quả. Vâng. Em xem quấy này em. Em muốn xuống đời đấy. Vâng. Muốn xuống đời đấy. Muốn xuống đời cái này ra đây nhá. Đất đây này. Chị ơi, bước này chị trồng hạt giống hay là chị mua cây đấy? Mà em đi chợ xong em thấy người ta bán bầu, thế là em mua về em giống. Vâng. Bước này đấy chị ạ? À? Hôm qua em vừa bắt dàn em nói đấy. Bước bếp hay là bước lai hả? Bước ta rồi. Bước ta này vâng. Em hỏi thì người ta bảo thế nhưng mà chẳng biết là sao này giống người ta có nói đúng như thế không? Kiểu như là mướp ca thì nó thơm. Cái mướp quả to to đấy người ta gọi là mướp trâu à hay mướp gì đấy là nó quả to nhưng nó không thơm mà cái loại mướp ca. Trồng lên mấy cây vào đấy sau này có cái mình ăn á. Thế thằng này em nó nghịch lắm. Lâu lắm rồi em không vào, chị làm được nhiều đồ nhỉ? Thế những cái và hàng rào này chị cứ làm hả? Và thế em phải làm mỗi lần em đi chợ thì em sắm rửa em một tí. Vâng. Ở thì mình phải có cái nọ cái kia. Nhà em nhà chị có nuôi được nhiều gà không? Nhiều được theo được 20-30 con á, nhưng mà nó nhiều lắm chị ạ. Nó cứ lên đây xong là nó bới rau bới cái của em. Đây nhá. Cho bé lên chơi thì cho nó bắt quế chị ạ. Sợ thì nó cũng sạch thôi nhưng mà nó thích chơi ở những cái chỗ này này. Vâng. Nó nồi chứ. Có dép đấy. Vâng ạ. Chị ơi, thế là chị thịt lợn nhiều như thế thì ăn học hết thì bán được nhiều chưa? Em bán hết rồi chị ạ. Thế chị cầm lên cho em là thì ai ở nhà? Thế là thằng cô bé đâu? Cháu đi học của chị ạ. Em đi mấy đôi dép. Nó lười đeo lắm chị ạ. Vâng. Nó không chịu đeo dép à chị? Vâng. Lười đeo lắm. Rồi ạ. Em rót cho nước cho chị uống nhá. Vâng ạ. Còn nước cho em xin một hớp chị ạ. Đấy, ngồi mãi mà em quên không có nước cho chị uống đây. Em xin. Nước em đun sôi ạ. Vâng. Cứ đun sôi rồi mình tháo cho các cháu à. Vâng. Em ơi, em uống nước không? Em uống rồi phải không? Chị cũng đây đi chị ơi. Thế thịt như thế là phải ướp vào cho nó như vậy lên. Chị ơi, chị có biết làm thịt hun khói không? Vâng, thế chị cho nên làm thịt hun khói để cho được lâu mới ăn ngon lắm chị ạ. Vâng. Em biết làm nhưng mà trước thì làm một lần hay lần nhưng mà lâu lắm rồi cũng phải làm á. Vâng. Còn phút tí em cũng thử cho vào em làm đi. Vâng, thì chị thử làm thôi nhá. Vâng. Làm cắt lâu lâu thôi, cắt cho chắc cháu nó ăn. Vâng. Vâng. Cảm ơn chị nhá. Vâng. Không có gì đâu chị ạ. May cũng đấy cũng có chị giúp chứ không thì làm sao mà em dạy được. Bây giờ thì ai thấy cũng giúp mà. Vâng. Em bé tí nó cho vào nhà cho chị lắng như thế này. Vâng. Em mới đi vào nhà đi cho xong nhá. Nhà chị ở đây cũng mát lắm nhỉ. Một ngày một trưa con nào một trưa con nắng mát không chị? Cũng mát nhưng mà ví dụ như buổi sáng là nó sẽ nắng ở chỗ này nhưng buổi chiều nó cũng đông chị. Vâng. Đây nó rồi. Chị chơi ở đây chứ ăn cơm với em nhá. Ồ, em đi về thôi chị ạ. Em không ở được đâu, em về nhà còn nhiều việc lắm. Thế em hôm nay phải xuống đây rồi. Thôi để hôm khác. Để hôm khác có thời gian. Vâng. Rước đi xong rồi. Tưởng là ở lại nơi được với em thì ở lại đi xong em tí em làm xong rồi hai mấy chị em nha. Thôi chị ạ, để hôm khác. Em về nhà em cũng phải làm. Thế hôm nào em đi, nếu mà em đi lên trên kia mà lấy hoa quả, hôm nào em đi tìm đồ đấy. Em đang định hôm nào em đi lấy một cái cũng lên đấy à? Vâng. Thì em nếu mà em biết nhà chị em qua chơi. Vâng, hôm nào đi qua thì sẽ vào nhà chơi nhá. Vâng. Trời lắng rồi chị ạ, cháu vào nhà cho nó mát. Em sẽ phải đi về thôi. Chị vào nhà đúng không? Không, em đi về thôi chị ạ. Đi luôn à? Vâng. Cô đáng chơi kìa. Em để các ở đây nhá. Em cháu lên trong đi về thôi, thì nhà cũng còn nhiều việc lắm. Dạ vâng ạ. Hai chị bị bị rồi không để em đi đâu cho. Vâng. Thôi chị ạ, em bé năm quá chị cả chăm cháu đi, thì em sẽ định được mà. Thôi đi vào đây chơi với anh cu này. Đấy, đi chơi vào đây chơi với anh cu này đấy. Đúng rồi, chơi đồng hàng, đun 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 nha. Đó,
ở gần nhau thế nào, xem có phải được chơi với nhau không nhở. Đang chơi thích lại phải về à? Cho đi về thôi, nắng rồi cô ạ. Em bé cha cũng đã được 7 tháng rồi chị. 7-8 tháng rồi chị. Cháu biết làm gì rồi chị? Biết lẫy ở đây, nhưng mà nếu mà đặt nó ở đây lẫy. Vâng. Cô nó đang thích đêm nó ngủ nó ăn chị ạ. Để mở nước nhé. Một mình hai đứa con nhỏ. Chị cũng giỏi nhỉ. Cái anh này bây giờ càng lớn càng hư. Vâng. Nó biết nghịch rồi. Biết nghịch rồi. Nếu mà em đi qua đấy thì em lên em chơi với chị. Em hay lên đấy, ngày trước em không biết chứ. Em biết em lên đến chỗ chị em vào để biết chơi thì biết thì em hay đi nào, qua đấy mà. Đi qua thì thẳng vào nhà chơi chị nhé. Vâng. Hôm nào lên chị chơi nhá. Hôm nào có thời gian lên chị đi hai thì em đi bắt cá. Bắt cá chị? Vâng. Trên nhà em nhiều cá lắm chị ạ. Dạ vâng, vâng. Rồi thế chị về nhá, hôm nào em lên. Thế hai mẹ con, ba mẹ con ở nhà nhá. Dạ vâng ạ. Về rồi ạ. Bye bye bác đi con. Bye đi nào. Bye. Bye bác. Bye. Bye. Con về nhá. Rồi, quá. Rồi. Chào chị nhá. Vâng, em về nhá. Vâng ạ. Để em cứ bài con. Bye bye. Bye bye. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bố.
Xuống chơi với con nhé. Đấy, anh xuống đi.
nó đi đâu đấy, bỏ mua này, ra đi nắng thì có lẽ. Ôi, em bé ơi, em mẹ ăn cái gì đây? Em mẹ ăn cái gì đây? Bạn đây nào. Đây nào.
cọ về lấy quả cho hai đứa nhá. Mai đi chặt cọ về nhá. Làm cái quả theo sợi như này nhá. Con ầm đi nha. Vâng, sắp xong rồi, nấu cho em ầm nha. Đây,
Còn một miếng này. Ai bỏ đây à? Bỏ đây. Đấy, đây. Bao giờ em mới biết đứng biết ngồi? Em biết đứng biết ngồi em ngồi ăn cơm nha con. Anh có cái kìa. Hư á. Nghịch bản chịu á. Không biết giúp cơm ăn á. Nha. Chịu đâu. Chịu. Lau, đúng rồi. Rồi đặt xuống. Đặt xuống. Chè con đâu? Rơi rồi phải không? Ngã đấy, ngồi im nè. Ăn đu đủ không? Ngon lắm. Ơ mẹ mới xin. À lau, mẹ lau. Mẹ lau. Ừ.